Về đại tướng, Võ Nguyên Giáp, đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, Tổng Đại Phong Lộc, huyện Lệ Thủy, phụ Quảng Ninh nay là xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho, con của ông Võ Quang Nghiêm Võ Nguyên Thân, một nhà nho đức độ và mẹ là bà Nguyễn Thị Kiên. Sức thân là một giáo viên dạy lịch sử, ông được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo quân sự lỗ lạc nhất trong lịch sử Việt Nam ông được nhiều tờ báo ca ngợi là anh hùng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Năm 13 tuổi 1923 đến 1924, Võ Nguyên Giáp thi trượt trường Quốc học Huế. Trường này chỉ tuyển 90 học sinh cho 12 tỉnh miền Trung Việt Nam. Năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Bắc Hồ và Đảng Lao động tin tưởng trao cho toàn quyền chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Toàn quyền chỉ huy, sau 56 ngày đêm, đội quân nhà nghề được trang bị hiện đại của Liên Hiệp Pháp bị đánh bại.